Chào cả nhà thương yêu. Hôm nay thì mình sẽ nấu món lẩu riêu cua đồng. Lẩu riêu cua đồng thì mình mua hai cái bọc cua cua xay của Bách Hóa Xanh nè. Với một bọc bọc dĩa ốc. Người ta đã làm sẵn bán ở Bách Hóa Xanh luôn cả nhà. Rồi để làm ngọt nước thì mình có hai thứ. Thứ nhất là xương. Xương mình để làm ngọt nước nè. Rồi thứ hai là mình nấm. Ở nhà mình thì ai cũng thích ăn nấm hết, thành thử mình mua hai loại nấm, nấm rơm với nấm đùi gà. Thì còn có cà nè, rồi còn một món nữa. Món nữa là cái này là cái kiểu ăn của người miền Tây nha cả nhà, mình không biết ở trên đây hay là các bạn mình có ăn giống vậy không. Mình để hột vịt lộn. Mình luộc hột vịt lộn mình bỏ vô. Rồi ăn kèm với rau cải nha. Bắp chuối, rau muống, giá. Thì mình cũng để thêm cái giò cháu quẩy. Mình có ăn với bún nữa đó. Mình mua bột bún mình để tuốt rồi sao nữa. Đó. Rồi làm thì mình có dầu điều. Dầu điều. Đây. Củ dầu điều mình đã làm sẵn nè. Rồi, dầu ăn, nước mắm, muối, đường, bột ngọt. Đó, món của mình bữa nay là vậy, lẩu riêu cua đồng. Lẩu riêu cua đồng với hột vịt lộn. Ốc bu. Đó. Lẩu riêu cua đồng, cua người ta xay sẵn rồi đó. Mình mua hai bọc. Rồi mời cả nhà vào bếp với mình nha. Nước lên là mình để tí muối nha cả nhà. Xong cho củ hành vô. Tạm mình luộc cái mớ ốc nè. Để củ hành vô cho nó tử mà tan một chút. Hai bọc cua hồi nãy mình mua đó cả nhà, bây giờ mình đi lượt lượt xong mình để miếng muối nha. Miếng muối bây giờ mình nó sắp sôi rồi, mình sẽ quậy đều, quậy nhẹ đều, mình để lửa vừa vừa vậy đó. Quậy đều một hồi là nó nổi cái cua lên. Hồi nãy mình mua hai bọc nó về đó, rồi mình để vô mình lượt, mình để nước vô rồi mình để tí muối vô mình lượt, mình chắc tới tới luôn đó cả nhà. Bên đây mình tăng cường thêm tô huyết nè cả nhà, tô huyết vô thì nó rất là ngon. Cua của mình đã sôi rồi nha. Mình không có vớt cái bọt này được, vớt bọt thì nó mất cái thịt cua hết. Mình vớt qua đây, vớt qua đây xong rồi mình lượt cho cái nước ấy, đừng cho nó cái cua nó thành về về vậy nè. Nó lại thành miếng chả. Chảo nóng mà mình cho miếng dầu điều vô nha cả nhà. Cho củ hành tây. Củ hành tây với lại cà. Có mùi thơm rồi cả nhà ơi, thơm củ hành nè, thì cà nó cũng ngon. Ngồi bây giờ mình để tàu hũ vô nha, mình xào về đó thôi, mình để vô cái nồi riêu cua đó cả nhà. Cái nồi súp riêu cua này á, hồi nãy là mình bắt lên mình không cho cả nhà coi.
mình bắt nước lên để mình luộc cái xương, xong rồi cái mình để dằn một tí muối vô. Bây giờ mình để đường nè, mình nêm đường vô. Hai muỗng cà phê, ba muỗng cà phê với một muỗng cà phê bột ngọt. Muỗng cà phê bột ngọt ha. Xong rồi mình để vớt cái bọt lên cái đã. Nước này, nước riêu này nó cua nhiều dữ lắm nè, bởi vì nó đục ngầu luôn á, cả nhà thấy không? Giờ mình để cái hồi nãy mình xào á, củ hành với cà đấy với giăng giăng cái muỗng nước thấy được. Để mấy cái này xong rồi phải nêm lại nè, để sợ nó sẽ lạ. Nêm lại một chút nữa coi. Thấy chưa, nó lạ, thấy chưa. Bây giờ mình lấy thêm một cái nước, nước trong của mắm nêm là mình để vô thêm. Vậy là vừa rồi đó. Xong rồi, tắt xuống được rồi. Cả nhà dân bún lẩu cua lẩu riêu riêu cua đồng với ốc. Đây, xin mời, xin mời cả nhà nghe. Có ăn không? Mình đang ăn con. Con đi vô cho ăn chút nha. Ăn lấy cho mời ăn nha. Đi ghế cho cháu vô. Quá, cũng không quá. Vậy con lại xa con phải chào cô chú, con chào ông bà. Con chào đi. Chào cô chú đi. Con chào đi. Hôm nay có chào cô chú chưa? Chưa, dạ ông bà chào. Rồi, ông bà chào luôn nha. Rồi, đừng để xuống con chào xong con mới chán à. Dạ, dạ, một hai ba. Dơ nè. Rồi, đưa tay chào. Chào ông bà cô chú. Nó đến mình đó. Ngon quá. Con ăn hết không? Ngon lắm nè. Ha. Ha. Bây giờ con ăn cháo nè. Ừ. Các bạn nhớ nó em bé. Chưa. Nữa thôi. Như thế ha. Cái gì? Cái mỏ nhọn 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 nhọn. Chơi nước mắm mà nói. Anh vui. Có lắp vô ngon ngon. Đi ra ngoài ăn. Đi ra ngoài ăn. Mình để hai lần nóng. Nấm mà miếng nấm mà cơm bùi gà chứ đường gà nấm này nó làm cho nước súp nó thơm ngon nó thêm.
riêu nè, một hộp dùng để nó ra nước và ngon quá. Không thầy chồng cũng nhân ngồi ăn không nói gì chứ. Sang sang ngồi à. Bây giờ bữa cơm của mình bốn trăm rồi cả nhà. Mình khi mà yêu thích cái món mình đưa lên á, mình xin cả nhà cho mình một like, thì đăng ký đi coi hết video cho mình nha. Chúc cả nhà mình ngày mới sức khỏe dồi dào và hạnh phúc triền miên nha. Xin chào. Xin chào.